Và xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn thấy mặt của Mai chưa? Qua một ngày ở ngoài trời đó là Mai bị dưỡng phân hoa, hôm nay nó sưng hết người lên. Và hôm nay là sáng chủ nhật, gia đình Mai tiếp tục tới ăn cữa, ăn cưới, ăn gọi là ăn thứ bảy lại ăn cả chủ nhật, ăn mãi không hết ấy. Bây giờ đức khuôn viên họ đang chuẩn bị bàn để cho ăn trưa hôm nay. Bên kia đấy là hôm qua chỗ mà ăn tiệc tối, bên đây thì ăn tiệc đứng. Hôm nay thì thời tiết có lạnh hơn, có khu vỉa, có nghĩa là có mây ấy, nên không được đẹp trong xanh như ngày hôm qua. Vẫn chưa. Bây giờ là tất cả các bạn của cô dâu chú rể đang chuẩn bị. Vous faites déjà de sport, c'est bien. Oui. C'est ça. Đây là bạn bè của cô dâu chú rể là đang soạn bàn. Đây là những cái bàn mà để ngày hôm qua. Đây những cái bàn ghế mà hôm qua để ăn tiệc đứng ấy. Chỉ cần thời tiết thay đổi cái là thay đổi rất là nhiều. Nếu mà trời nắng đẹp ấy, nhìn xanh rất là bình yên đẹp, nhưng mà khi mà đổi thời tiết một cái là nhìn khác hẳn lên. Nhưng mà cái vẻ trong lành bình yên ở đây thì vẫn không thay đổi. Em chào chị. Nhìn ông xã tới một cái là khuân vác luôn kìa. Không khuân vác là tí không được ăn đâu. Đến hôm qua thì đến muộn, hôm nay đến sớm. Anh em vẫn tìm được hai cái ly nữa kìa. Ngoài kia có cái ao này, có cả cây súng kìa. Chú ngựa và chú dê đang gặm cỏ ngoài kia. Hôm nay thì không có nhạc, không có ồn ào đó, Mai thoải mái quay và nói. Hôm nay thì chỉ còn những khách mời giống như kiểu là bạn thân của cô dâu chú rể và gia đình và bạn thân của ba mẹ mới ở lại nhé. Hôm qua là 180 khách mời, hôm nay chắc là chỉ còn ở lại khoảng cỡ 3 đến 50 người thôi chị nhỉ. Hôm nay 30 người thôi, có nghĩa là chỉ còn lại ở lại những bạn bè thân của cô dâu chú rể, người thân của gia đình mới ở lại. Còn đâu là khách mời thì họ sẽ về, họ chỉ ăn ngày hôm qua là tiệc trứng chính thôi. Ở Pháp thì bao giờ cũng vậy đó, Mai đi đám cưới bạn của Mai cũng vậy đó. Thì sẽ ăn cái bữa hôm trước, rồi nhạc chơi thông đêm. Đến 2-3 giờ sáng, thậm chí 5 giờ sáng mới về. Hôm qua chị về mấy giờ? Hôm qua chị ngủ mấy giờ? 2 giờ. Thế chị về trước em. Đúng. Nghe nói là tới như là sáng tới 7 giờ. 7 giờ sáng. Chơi 7 giờ, ngày xưa em đi sinh nhật bạn em thì cũng 5 giờ sáng. 5 sáng thuê khách sạn xong cũng đến chỉ về tắm một cái rồi cũng lại quay lại. Nhưng mà lúc trước bọn em ăn thì nó không có sang như này, ăn buffet nên hôm sau tất cả các đồ thừa thì mình lại quay lại mày ăn hết. Ê, bonjour le jeune marié. Chào con. Ok, cảm ơn con. Đã cô dâu đấy. Cô dâu hôm nay cũng sẵn quần sẵn áo chạy như đúng rồi này. Ở ngoài kia có những cái bó hoa hôm qua họ để đẹp chưa kìa. Chắc phải ra xin bó hoa cầm về quá. Đó. Xin chào. Chắc là cô dâu sang bên đây lấy đồ thay đồ, tại vì là mình thuê ở cái lâu đài này, thuê lâu đài này đấy. Thì bạn bè thân thiện nhất của cô dâu có thể ở lại ngủ ở đây đó. Vì họ có phòng cho mình ngủ đó. Gia đình nhà cô dâu ấy thì cũng bay từ bên Mỹ sang, bạn bè rất là xa cũng sang hết đây. Đó, thì họ ngủ lại đây. Ông xã đâu chưa thấy anh ở đâu à? Bây giờ thì Mai sẽ tiến sang bàn tiệc của ngày hôm nay. Thì như Mai nói đó, ở bên đây ở Việt Nam thì đi đám cưới đúng không, thì cô dâu mình là phải mừng cưới cô dâu chú rể. Nhưng mà ở bên Pháp này thì nhiều cô dâu chú rể có điều kiện tổ chức đám cưới thì đôi khi lại phải bao lại những người bạn thân của mình, bao lại như là khách sạn này, có thể có, nếu có điều kiện nữa thì có vé máy bay này, ăn uống trong vòng mấy ngày. Khuôn viên đẹp chưa? Ngoài kia thì cũng có những cái phòng nghỉ hay là gì, Mai thì Mai chưa vào khu chỗ này bao giờ. Đây, họ sang đây họ sắp hết ghế từ bên kia sang bên đây để ngồi ở đây ăn. Hôm nay thì ban ngày nhé, Mai sẽ quay lại cái bàn tiệc hôm qua.
thấy đây là bố của chú rể đây. À, đây bàn tiệc của hôm qua đây. À, chỗ ngồi của Mai này và ông xã của Mai này. Bàn bánh xèo đây. Ý kiến chất rất là hay. Đó, bò kho này, pot-au-feu bún bò Huế, đó là bánh mì phở đặc biệt rất là hay. Bây giờ thì mọi người sẽ ra đây ăn có chef họ làm cho mình nhất đồ ăn cho mình nhé, fit và vô chi. Bonjour, bon appétit, bon appétit. Kia kia ông xã kia. Bây giờ bắt đầu mới đi bộ sang. À, hôm qua đấy nhá, bạn bè cô dâu là chơi đến 7 giờ sáng luôn á, chắc là được ngủ được khoảng cỡ 3-4 tiếng là bây giờ dậy. Bon appétit. Bây giờ thì Mai sẽ ra đây, Mai xếp hàng rồi lấy đồ ăn, có ly này, có bát, có khao tay dĩa. Đó. À, đây thì có đủ loại sốt này cho mình có thể lựa chọn. Phu lê kìa, cắt ra cả mỗi xe này phu lê ở đây không cần phải bán cho ai hết, không cần ra chợ mà bán trực tiếp cho khách ở đây luôn. Sau khi lấy gà quay mới lại khoai tây chiên ở ngoài thì vào đây lấy salad ăn kèm này. Đó, với lại đồ uống này, đủ loại đồ uống luôn. Và đây là món tráng miệng trái cây. Bon appétit les filles. Merci. À, nhìn hai bé phi lại jeune phi. Lấy trái cây ăn ngon chưa? Bạn kia bạn đang chọn cái thanh long. Bàn VIP cho nên ăn sang nhất và ăn sau cùng. Đang VIP á. Ăn như lý quỳnh. Dạ.
Ok, bây giờ em xin phép anh chị em về nhé. Dạ vâng, em đến sớm rồi. Em bây giờ xin phép anh chị em về. Xíu, tôi xin vâng. Giờ thì anh chị tạm biệt mẹ vợ đây, mẹ cô dâu ơi. Em chào anh chị, em cảm ơn anh chị nhé. Em về đấy. Chị cảm ơn người có, mình phá to mà tới giờ thì em mừng quá chắc. Em chào chị con mẹ. Em cảm ơn anh chị. Bye bye anh chị. Bye bye anh hai, vui vẻ ha. Dạ dạ dạ. Dạ ha. Thôi ha. Không có sai. Không có nhiều, tốt dễ sai. Bye bye. Bye bye. Tại vì kinh ha cho không có quá lâu thôi. Tốt. Không có sai. Vâng, em chào anh chị. Ok, bây giờ thì tiệc đã xong. Em chào anh chị. Đây đây đây, bố cô dâu. Dạ, dạ em về đây. Ok, bye bye anh. Ok, bây giờ thì gia đình nhà Mai cho Mai xin dừng video ở đây. Sau khi ăn tiệc vào tối thứ bảy đó, thì chủ nhật họ vẫn còn đãi thêm chủ nhật từ những người bạn thân thiện. Em chào anh chị, em chào anh chị. Vâng, vẫn đãi tiệc với những người bạn thân hoặc gia đình thân thiện ở lại. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Trước khi ra về thì Mai có quay lại một vòng khung cảnh ở đây. Khách vẫn còn ở lại đông nhá. Chắc là họ sẽ ở đến chiều hôm nay thì mới về. Bên đây thì cũng vẫn có người kìa. Còn rất nhiều người ở xa như gia đình nhà Mai, hay là nhiều người ở miền Nam nước Pháp ấy. Còn xa hơn gia đình nhà Mai thì bây giờ họ ra về. Bây giờ chỉ còn lại là bạn thân của cô dâu chú rể với gia đình thôi. Có nghĩa là họ ở lại lán nốt, ăn nốt ấy, là chia tay nhau sắp sửa. Tại vì họ đến sớm, họ sắp sửa bàn ghế đó. Thì bây giờ họ sẽ ở lán lại, ăn xong rồi cũng sắp sửa bàn ghế, dọn dẹp cẩn thận xong họ về. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Tít tít. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bạn cô dâu rất là dễ thương. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.